Mặc dù đây là chương trình Vợ chồng son, nhưng mà em đến đây một mình. Tại vì em cảm thấy mình vẫn còn đang là vợ chồng son, mặc dù là người chồng của em đã không còn ở trên đời này nữa. Nãy đã kết thúc hành trình cuộc đời mình vào năm ngoái, và em sẽ thay anh đi tiếp cái hành trình của cuộc đời của hai vợ chồng em. Thật ra thì nhân duyên của em với vợ chồng son ấy, nên em hơi xúc động, bởi vì nhân duyên của em với vợ chồng son ấy, nó đã có từ trước rồi. Chương trình có mời em đến tham gia khi anh vẫn còn sống, nhưng mà vì anh không đồng ý với em tham gia, bởi vì là anh rất là ngại khi là lên truyền hình, anh không biết nói gì. Anh đã từ chối em, và lúc đó em có giận hờn này, có năn nỉ này, mong muốn là anh đến tham gia chương trình với em, tại vì em thích được tham gia mà. Nhưng mà rồi anh vẫn nhất quyết là không tham gia. Thì em cũng không biết tại sao, từ khi anh mất ấy, những cái chuyện gì mà em mong muốn mà trước đây anh chưa làm được cho em ấy, thì từ từ em đều thực hiện được hết. Và chương trình cũng lại mời em tham gia chương trình. Ủa? Sao em có một mình là sao? Cũng sợ đâu. Em ngồi được không ạ? Em ngồi đi. Ủa sao anh thấy nó lạ quá vậy? Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Mặc dù đây là chương trình Vợ chồng son, nhưng mà em đến đây một mình. Tại vì em cảm thấy mình vẫn còn đang là vợ chồng son, mặc dù là người chồng của em đã không còn ở trên đời này nữa. Nãy đã kết thúc hành trình cuộc đời mình vào năm ngoái, và em sẽ thay anh đi tiếp cái hành trình của cuộc đời của hai vợ chồng em. Thực ra thì nhân duyên của em với vợ chồng son ấy, nên em hơi xúc động, bởi vì nhân duyên của em với vợ chồng son ấy, nó đã có từ trước rồi. Chương trình có mời em đến tham gia khi anh vẫn còn sống, nhưng mà vì anh không đồng ý với em tham gia, bởi vì là anh rất là ngại khi là lên truyền hình, anh không biết nói gì. Anh đã từ chối em, và lúc đó em có giận hờn này, có năn nỉ này, mong muốn là anh đến tham gia chương trình với em, tại vì em thích được tham gia mà. Nhưng mà rồi anh vẫn nhất quyết là không tham gia. Thì em cũng không biết tại sao, từ khi anh mất ấy, những cái chuyện gì mà em mong muốn mà trước đây anh chưa làm được cho em ấy, thì từ từ em đều thực hiện được hết. Và chương trình cũng lại mời em tham gia chương trình. Là em đăng ký chương trình này từ năm nào? Rồi. Dạ, cũng chắc khoảng được 2-3 năm rồi đó. À, anh rất là cảm động. Thật sự anh đang rất là cảm động. Trước tiên là anh xin thay mặt chương trình xin chia buồn và chia sẻ với em, với tất cả mọi thứ đã diễn ra với em. Và ngày hôm nay rất vui mừng và rất là cảm kích với cái tấm lòng mà em dành cho chương trình Vợ chồng son. Em rất là vinh dự và rất là vui khi em vẫn mang cái tình yêu của bọn em đến với chương trình, đến với tất cả mọi người, để mọi người biết được rằng là dù bất kỳ hoàn cảnh nào thì sự lựa chọn vẫn là ở tự mình. Khi mà được đến với chương trình này, em cảm giác như là nhân duyên mà anh đã đưa em đến với chương trình này vậy. Giống như là trước đây anh không thể thực hiện được cái điều em muốn, thì bây giờ anh đã thực hiện nó. Nói chứ bây giờ mình vẫn phải theo một cái thủ tục đi. Đúng. Ví dụ như em tự giới thiệu bản thân nè. Em coi như là giới thiệu đi. Có anh đang đồng hành với em trong cái buổi ngày hôm nay. Mời em. Em tên là Kiều Vân, em 34 tuổi. Em đang kinh doanh về lĩnh vực làm đẹp. Chồng em là Hải Nam, là một người chồng quốc dân bằng tuổi của em. Anh là kinh doanh tự do, có công ty cho thuê xe ô tô ạ. Thế bây giờ cái công ty đó là em điều hành, phải không? Dạ, đúng rồi. Công ty là em đứng tên, nhưng mà có em trai của em và em trai của anh thay phiên nhau điều hành giùm em. Dạ. Cái cơ duyên nào em và anh gặp nhau? Dạ, khi mà mọi chuyện nó xảy ra rồi á, thì em mới ngẫm lại chuyện nhân duyên, chuyện định mệnh. Em và anh gặp nhau á, là lúc mà em 13 tuổi, là trong một buổi sinh nhật của một cô bạn. Anh là ở miền biển, em là ở miền núi. Vậy mà bố anh chuyển công tác lên miền núi, mà tình cờ bọn em gặp nhau như vậy. Xong đến lớp 10 thì bọn em lại học cùng lớp. Thế là bọn em yêu nhau khi mà bọn em học cùng lớp. Bọn em yêu nhau từ năm 15 tuổi cho đến 9 năm sau thì bọn em kết hôn, và bọn em kết hôn được 9 năm. Là 18 năm. Thì lúc em 33 tuổi là bọn em đã ở bên nhau 18 năm rồi. Em có ấn tượng gì về Hải Nam không? Em cũng không biết nói mọi người có tin không, nhưng mà khi mà nhìn cái bóng lưng của Hải Nam ấy, em đã thấy là đây là người đàn ông em có thể tin tưởng được. Là lúc đó mới 15 tuổi thôi đúng không? Em là người tán Hải Nam ạ. Trong lúc đó Hải Nam đang thích người khác.
Nhưng em là người cứ gây sự chú ý với Hải Nam rồi em tỏ tình với Hải Nam. Là Hải lúc Nam đó 15 không thể tuổi. Không thể dừng lại được, không thể ngăn được cái chuyện đó được, bởi vì em đã rắp tâm lấy người đàn ông đó về là của em. Hải Nam có nói với em rằng là cái điều gì ở em mà khiến cho Hải Nam cảm nhận rằng là đây đúng là cái người mà mình phải chọn để là người phụ nữ đồng hành với mình sau này không? Ra thì Hải Nam không bao giờ nói những điều đó. Dạ. Em có một lần em đưa cho Hải Nam một tờ giấy và em một tờ giấy và em nói là anh và em cùng viết xem thử là anh có 10 điều nào không thích về em và em có 10 điều không thích về anh. Em sẽ viết ra và chúng mình cùng cố gắng thay đổi. Thật ra đó là em lừa Hải Nam thôi chứ em không viết gì trong tờ giấy đó cả. Nhưng mà Hải Nam có một tờ giấy là Hải Nam đã viết lúc đó cũng 16 tuổi á. Và em rất là may mắn vì em đã giữ được nó đến tận bây giờ. Dạ. Khi mà đọc cái 10 cái điều đó, thực ra có 8 điều thôi. Nhưng mà đọc cái 10 cái điều đó thì em mới hiểu ra là cuối cùng thì cái người đàn ông đó chỉ có yêu thương và chỉ có che chở bảo vệ em. Không có một điều gì không thích về em hết. Em cho anh mượn được không? Không, nếu mà không ấy thì em đọc đi. Em dạ. Em đọc cho mọi người nghe. Nó hơi khó đọc. Hơi lắc rồi đó. Dạ, và hơi nhòe nữa. Đây ạ. Đó, em đọc đi. Em đọc một vài điều thôi. Dạ, em sẽ đọc điều đầu tiên là ăn uống đều đặn, không được bỏ bữa dù chỉ một lần. Ngày 2 bịch sữa, phải ăn 3 bữa đàng hoàng, ngủ không được quá 11 giờ. Nói chung là em phải giữ sức khỏe để anh không có lo nhiều vì lo là nguyên nhân để dẫn đến cãi nhau. Và điều 2, điều 3, điều 4, điều 5, điều 6, điều 7, điều 8 nó chỉ xoay quanh là không được cáu, không được giận, không được nổi giận vô cớ, có chuyện gì thì nói với anh, rồi không được hỗn quá, không được tiết kiệm quá. Tóm lại là không có gì nhiều, chỉ mong nhất là em được mập mập khỏe mạnh. Anh có làm gì khiến em không hài lòng thì nên nói hoặc nhắc nhở đã rồi hãy bực. Ra lúc mà em ở cạnh Hải Nam, em không nghĩ điều đó đặc biệt. Ý là em nghĩ chuyện anh ấy yêu em, chuyện anh ấy chiều chuộng em nó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà khi mà nó mất đi rồi, em mới cảm nhận được là phải yêu em nhiều lắm mới làm được như vậy. Và em phải là một người rất rất là may mắn mới được như thế. Các em yêu nhau là đến bao lâu thì mới cưới? Dạ, 9 năm. Cái tình yêu các em có bị gián đoạn, có bị chia tay hay là có bị những cái khúc mắc gì không? Thực ra thì mỗi ngày đều gián đoạn. Mỗi ngày đều gián đoạn là do em. Vì ngày nào em cũng kiếm chuyện được hết, ngày nào em cũng giận hờn được hết, ngày nào em cũng có lý do để lẫy hết. Nhưng mà có một lần duy nhất là bọn em sắp chia tay thật là Hải Nam nhà em có say nắng một người con gái khác. Dạ. Lúc mà em năn nỉ là anh đừng có bỏ em này nọ thì Hải Nam không chịu. Đến khi em thôi anh muốn làm gì thì làm. Em năn nỉ nhiều rồi, em cũng chán rồi, tự nhiên không bỏ được chị. Cứ đi theo hỏi, tại vì nó là thành thói quen. Từ lúc yêu nhau đã lo ăn lo ngủ, lo tiền lo bạc. Em là từ lúc em yêu xong em quen cái em không cần cầm tiền nữa, tiền là Hải Nam lo rồi ạ. Dạ. Nên là cứ mỗi ngày là hôm nay em ăn gì, hôm nay em ai chở em đi học, rồi tiền còn không? Dạ chia tay rồi mà vậy sao mà chia tay được ạ? Không quan tâm. Dạ vẫn chia cứ như vậy, nó mắc nợ ấy hả? Xong rồi một hồi thời gian xong rồi bảo, ủa anh quen người ta chưa? Bảo chưa. Bảo ủa chưa sao cứ đi theo này, theo em. Xong rồi lại bảo cho anh một cơ hội, xin em cho anh thêm một cơ hội để quay lại. Thì... nhưng mà trong chuyện tình cảm trước đây là yêu nhau là em cũng chủ động tỏ tình. Dạ đúng, em nhưng chủ động tỏ tình. Cái lúc mà đám cưới á, em có chủ động coi như là gợi ý ảnh cầu hôn. Cầu hôn á, lúc mà em cầu hôn ạ. Hải Nam nhà em có cầu hôn nhưng mà không có nhẫn. Nên là tại sao vậy? Anh ấy ảnh cứ suốt ngày mắc nợ em thôi. Lúc cưới bọn em có một cái nơi mà nơi đó là cái nơi cái hồ E Cao ở thành phố Buôn Ma Thuột ạ. Là nơi bọn em tỏ tình này, nơi bọn em hôn nhau nụ hôn đầu tiên này, nơi bọn em chia tay luôn. Dạ, và nơi bọn em bắt đầu lại. Cũng tất cả là đều ở đó. Thì Hải Nam có dẫn em quay trở lại đó. Lúc đó bọn em đang ở Sài Gòn. Thì Hải Nam đã cố tình đưa em về lại đó và nói là em có muốn ở bên cạnh anh suốt quãng đời còn lại hay không. Thì nhưng mà Hải Nam không có nhẫn. Em cũng không hiểu tại sao lúc đó anh ấy không chuẩn bị nhẫn nữa. Nhưng mà sau đó là cái lý do sau đó em cứ nhắc hoài anh chưa có nhẫn cho em. Có một cái buổi cầu hôn đàng hoàng, sau đó anh ấy mua nhẫn cho em, đây nhẫn của em. Dạ, rồi mua đồng hồ, mua mọi thứ, tất cả mọi thứ anh ấy kiểu bù đắp cho em. Nói chung là em không thiếu gì hết, chỉ thiếu cái người đó hiện diện ở đây thôi. Chứ còn tình yêu của anh nó vẫn bằng một cách nào đó nó xuất hiện. Vẫn có, vẫn dạ. Có. Mà về hai đứa đám cưới xong là có em bé liền đúng không?
Dạ, một năm sau là có em bé. Mà bây giờ là hai đứa là thân với mẹ, thân với bố, hay là đứa nào thân với bố, đứa nào thân với mẹ? Thật ra thì hai bạn nhỏ nhà em, Hải Nam thì vai trò nào cũng tốt đấy ạ. Làm chồng em có khi còn khiếm khuyết, nhưng mà làm cha của con em là rất là tuyệt. Có nghĩa là hai đứa đều thân với bố hơn đó. Dạ, rất là bố bố mà khi ở bên cạnh con là giống như một người bạn đấy ạ. Rất là dễ thương. Khi mà bố mất thì hai bé như thế nào? Bây giờ các cháu ổn định tinh thần chưa? Nói chung là hai bạn bị một cú sốc tâm lý. Thực ra hai bạn không thể hiện gì nhiều đâu. Nhưng mà đến tận bây giờ, đến tận bây giờ là hơn một năm rồi, mỗi buổi tối thường hai bạn vẫn sẽ nói nhớ bố, và vẫn muốn mẹ mở điện thoại. Tại vì bọn em quay video rất là nhiều, mở những cái video đó để cho con coi cho đỡ nhớ bố. Thì thời gian đầu á, em rất là hành học, rất là oán hận. Nói chung là em chưa có vượt qua được cái nỗi đau đó, nên là em trút giận lên tất cả mọi thứ. Thì Minh Khôi nhà em mới nói là con thấy bây giờ cuộc sống không hạnh phúc, bố mất mẹ rất là cáu gắt, nên là con thấy không còn gì vui nữa. Và em mới nhận thấy là trong một gia đình đó chị, người phụ nữ sẽ là cái người mà thay đổi tất cả mọi thứ. Và em hạnh phúc hay không thì con em nó sẽ hạnh phúc hay không. Và từ lúc đó, và từ nhiều nhân duyên nữa, thì em cũng thay đổi. Em đã thay đổi, đã thực sự tự mình hạnh phúc để em mang được cái điều đó cho con trai và con gái, lan tỏa cái năng lượng này. Dạ, đúng rồi. Anh rất là chúc mừng em. Thật ra nãy khi em nói mỗi câu, hiện tại em đang rất là hạnh phúc, hạnh phúc thật sự. Thật ra anh cảm nhận được cái điều đó ở trong em, qua ánh mắt, qua cái một cái năng lượng ở trong em. Ví dụ như bây giờ Hải Nam còn sống thì cái điều mà em mong muốn Hải Nam thay đổi nhất là điều gì? Thực ra em coi chương trình Vợ Chồng Son rất là nhiều lần. Và em biết chắc chắn sẽ có câu này. Và em đã suy nghĩ, nếu em của trước đây thì em sẽ muốn Hải Nam thay đổi rất nhiều. Anh phải ít dành thời gian cho công việc, phải dành thời gian cho mẹ con em nhiều hơn. Anh phải nói những lời yêu thương em nhiều hơn. Anh phải thế này, anh phải thế kia. Nhưng mà vì em của hiện tại bây giờ, chỉ muốn nói rằng là có anh là đã là phước báu rất lớn của cuộc đời em rồi. Em không cần anh thay đổi gì cả. Người thay đổi là phải là em. Vậy thì theo em á, là Hải Nam muốn em thay đổi điều gì? Câu này thì em đã từng hỏi Hải Nam. Em đã từng hỏi. Tại vì em thấy á, như những người vợ khác á, thì nếu không làm kinh tế giỏi thì người ta sẽ lo vợ, lo con cái và gia đình rất giỏi. Nhưng chồng em ảnh lo cả chuyện gia đình rồi, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ là anh lo hết, con cái là anh lo hết. Em mà hỏi anh là anh, em vô tích sự như vậy, anh có muốn em thay đổi gì không? Trời ơi. Dạ, anh bảo nếu những gì mà anh muốn em thay đổi thì anh đã nói trước rồi, không đợi em phải hỏi. Dạ, và anh thích em như vậy, thích em vô tích sự như vậy. Dạ. Thì đó là của Hải Nam, nhưng mà tự em thấy là sau cái biến cố đó thì em đã thay đổi điều gì rồi? Sau biến cố đó, cái điều mà thay đổi nhiều nhất trong em đó là em biết ơn. Trước đây khi mà em có tất cả luôn thì em vẫn thấy là em chưa đủ. Em vẫn trách chồng em là đi làm thế này thế kia, đi làm chưa đủ, rồi chưa nói được lời yêu thương với em này nọ. Nhưng mà khi mà bây giờ, khi mà bản thân mình mất tất cả rồi, đối với em Hải Nam là hiện tại, là quá khứ và cả tương lai nữa, thì đó là tất cả rồi. Là chồng, là cha của con em. Nhưng mà khi mà em mất tất cả rồi thì không, em biết ơn. Biết ơn vì quá khứ của em đã có anh, biết ơn vì định mệnh đã cho em gặp nhau, biết ơn vì trước khi Hải Nam đi em đã có hai tình yêu như vậy. Đó là động lực để cho em ở lại, tiếp tục sống, tiếp tục chăm sóc các con. Em biết ơn vì bố mẹ chồng em, khi mà cái sợi dây liên kết của mình và gia đình chồng đã mất, nhưng bố mẹ vẫn yêu thương em. Biết ơn gia đình em, vì gia đình em đã hiểu, vẫn yêu thương em từ trước đến giờ. Nói chung là em biết ơn cuộc đời này, em biết ơn mọi chuyện. Nếu không có cái nỗi đau đó, sẽ không có em bây giờ. Người ta bảo là nấc thang đầu tiên của hạnh phúc, nó phải là khổ đau á. Thì khi mà có khổ đau mình mới biết mình đang hạnh phúc. Em không oán hận nữa. Dạ, hành trình của anh nó đã kết thúc, mình phải tôn trọng cái hành trình đó. Và hành trình của em nó vẫn còn, thì mình sẽ vẫn bước tiếp. Vẫn phải bước tiếp, và vì một lý do nó rất là lớn, đó chính là hai thiên thần của mình. Dạ, đúng. Mình phải đồng hành với các con. Hai thiên thần của em rất xinh đẹp. Và ngày hôm nay anh cũng rất muốn một tiểu Hải Nam xuất hiện ở đây, và một tiểu Kiều Vân xuất hiện ở tại sân khấu này. Dạ. Được chưa hả? Dạ. Rồi xin mời hai con ơi. Mẹ cảm ơn con.
Còn cái gì nữa? Còn thương nữa hả? Chào nè, hai con có muốn nói gì với mẹ Vân không? Mà bây giờ đúng lên luôn đi nha. Bây giờ con tên gì? Dạ con tên Đặng Minh Khôi. Minh Khôi là? Dạ là khôi ngô và khôi thông minh. Khôi ngô thông minh. Ừ. Dạ. Đó còn con? Con tên là Đặng Minh Diệu Anh. Diệu Anh. Dạ là ánh sáng kỳ diệu. Ánh sáng kỳ diệu. Dạ. Đây là một chàng trai rất là tình cảm, rất là yêu thương mẹ. Nhưng mà hơi khó tính ạ. Dạ, cái khó tính này em cũng không biết từ đâu ra, chứ còn Hải Nam nhà em không khó tính ạ. Còn bây giờ nãy đó thì thấy là hai bạn xuất hiện. Ở Khôi thì có bó hoa, còn Diệu Anh thì là có một lá thư. Lá thư này là Diệu Anh viết hả? Dạ. Hả? Ai viết? À Khôi. Ồ Khôi viết. Nếu vậy hả? Thì là Khôi viết cái gì vậy Khôi? Con viết cái gì vậy? Mẹ mở được không con? Trời. Gửi mẹ Vân, con cảm ơn mẹ đã nuôi nấng con nên người. Mặc dù không có bố bên cạnh, nhưng mẹ phải mạnh mẽ hơn nữa vì đã có con. Con và em sẽ ngoan ngoãn, chăm chỉ học thật tốt để mẹ yên tâm. Con mong gia đình mình luôn hạnh phúc và yêu thương nhau giống như khi có bố. Bác Vân hỏi Khôi nha, sau này á là Khôi sẽ học cái ngành gì? Khôi thích làm gì? Dạ, ước mơ của con là gì? Dạ con ước mơ của con là trở thành thầy vợ cầu lông chuyên nghiệp. Thầy vợ cầu lông chuyên nghiệp hả? Rồi. Rồi lúc mà con làm chuyên nghiệp rồi con đi đấu giải hả? Quá trời tiền luôn, cái tiền đó là con để ở đâu? Con đưa cho ai? Con đưa cho mẹ. Đưa cho mẹ. Lại cho bố thôi. Diệu Anh có nhớ bố không? Có. Vậy con có hay mơ thấy bố không? Có bao giờ? Có. Bố có nói gì với con không? Có lần con hỏi bố đi đâu, cái bố có bố đi lên bố cười nha, chứ bố chẳng nói gì. Bố cười, bố không nói gì. Cảm ơn hai con ngày hôm nay đã đến đây để mang tặng cho mẹ những món quà vô cùng ý nghĩa. Em tên là Tôn Thị Hương Giang, em 25 tuổi và em là đang là sinh viên của trường đại học sư phạm. Em vẫn còn đang đi học. Còn em? Dạ em tên là Tăng Thành Tính. Dạ hiện em đang là công chức nhà nước, năm nay em 27 tuổi. À chà. Tôi nhắm mắt lại nè, tôi tưởng đâu trên sân khấu giờ có hai cô dâu. Đúng rồi, sao giọng em mỏng manh vậy? Tại yêu đuối mà vậy. Cái lúc mà em gặp Tính á, em có cái cảm giác giống như chị Danh Thuận mới có cảm giác đó không? Dạ giống chị, lúc đầu em nhìn anh này là giống BD lắm. Tại em còn đi hỏi lúc thường mà cái anh này có bị BD hay không nữa. Để cho cái gọi là cái nói chuyện đó thoải mái với lại là nó cởi mở hơn á, thì bây giờ em khẳng định một tiếng anh có BD hay không đi. Dạ không, lấy về là biết chắc chắn không phải BD. Tại BD không bao giờ có con nữa. Không, nhiều khi cái chuyện có con hay không có con nó không có đánh giá cũng như quyết định được cái chuyện đó. Đúng rồi. Mà cái chuyện mà để có thể khẳng định được là có hay không á, nó lại rơi vào khía cạnh khác. Khía cạnh riêng của hai vợ chồng cơ. Cái đó tôi không có nói đâu. Tính bằng ấn tượng ban đầu của em thì anh tin chắc rằng là em sẽ ngất ngay với cái nhan sắc này của cô dâu. Dạ chính xác. Dạ thì ấn tượng ban đầu của em đối với bé Giang á thì là một cô bé nhỏ nhắn, xinh xinh. Mà lúc đó là mặc cái áo dài truyền thống rất là đẹp, rất là dễ thương. Ở lúc đó là gặp ở đâu? Dạ lúc đó em đang là cán bộ chứng giấy tờ ở phường thì bé Giang mới vô để chứng giấy tờ. Mà lúc đó là Giang làm gì mà áo dài? Học sinh. Dạ hồi trước là sinh viên của trường đại học du lịch. Ủa trời, sao học hai trường luôn rồi? Sau khi quen anh này không cho em học bên du lịch nữa, bắt em phải đi vô sư phạm. Dạ đúng rồi, tại học du lịch thì sau này sẽ đi nhiều nơi lắm thì em sợ sẽ không có vững được. Ồ, lắm. Giữ được phải không? Dạ. Không có giữ được cô ấy phải không? Cô ấy đẹp quá mà. Như vậy có nghĩa là chị có một cái cảm nhận là khi mà tụi em gặp nhau ở lần đầu á thì nó sẽ có một cái sự rượt đuổi, mà cái phía rượt đuổi là về bên đây phải không? Dạ đúng rồi, em chủ động tấn công trước. Là em sau khi mà em điều tra thì em biết là cái cô này á là sinh hoạt đoàn ở địa phương đó, thì em mới thông qua cái chị bí thư đoàn là em mới nhờ làm mai với cái cô này. Dạ rồi là quen nhau là do làm mai. Dạ lúc đầu á là chị bí thư đoàn á cũng hay dò hỏi ý kiến của em, đó là Tính hiền lắm á, em thấy Tính làm sao. Với em mới trả lời là ôi anh nói BD mà quen gì chị ơi. Cái hả bí thư đoàn nói là muốn biết BD không quen thử thì biết. Cái em bữa đó anh này cũng chơi chiêu lắm, rủ chị bí thư đoàn rủ em đi bơi. Mà lúc mà đi bơi á thì em có ấn tượng với anh này, mà ấn tượng với bạn của anh này. Tại lúc hả anh kia nhìn men hơn, còn anh này hả nhìn hả có body gì đâu mà xương ruột từ trên xuống dưới. Anh nói nghe nè Tính. Dạ. Tại sao không rủ đi một cái nơi khác, ví dụ như đi chơi game, đi cà phê, đi ăn uống, mà rủ đi bơi, ý đồ gì không? Đi bơi thì mình dễ nói chuyện rồi dễ này nọ đâu kia hơn. Này nọ đâu kia là như
Rồi cái bữa đó có này nọ nọ kia được không? Dạ không được chị. Trời ơi, dễ gì chị ơi. Vừa định rủ ra là đi vô, rủ ra là đi vô liền. Tại nhưng mà anh này lúc đó ghen quá mọi người. Em đi chơi, đi bơi coi như một lần chung với ảnh gì, em cảm nhận là ảnh là đàn ông chưa? Cái sự mà ngờ vực BD của ảnh thì cũng giảm giảm đi. Còn một lần á là ảnh kêu em là cá cược vào mùa World Cup. Anh nói em là bây giờ á, nếu mà hả em mà thắng anh á thì hả anh cho em nguyên tháng lương của anh. Còn nếu mà em thua em phải cho anh á mỗi trận vậy là một cái hùng. Mà lúc đó em cũng nghĩ là anh này chắc không dám đâu, nếu mà em thắng á em xài cho bỏ tức. Mà rốt cuộc thua hết 3 trận liên tiếp. Rồi sao nữa, sao nữa? Hùng không, có hùng. Dạ có chứ. Lúc đó là bé Giang rồi về. Thì lúc đó em mới nghĩ là không lẽ giờ mình về. Về thì uổng quá, uổng quá, cơ hội ngàn năm có một. Cái em mới nói luôn, em nói giờ bây giờ về phải không? Về thì trả nợ đi, không có về. Đó thì lúc đó là đứng dậy hùng hổ lắm, nhìn em đầy thách thức như nè. Lại đây, muốn lấy thì lại đây. Đó, lúc đó là em nghĩ là chứ không dám đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi không ở đâu? Dạ ba cái hung má. Hung ba phát đúng không? Dạ không, em hung một cái à. Ba cái hung má em gom là 1 cái hung môi. Ồ. Em tập bữa đó định chích răng đó phải không? Mà không sao, không giờ không tả được, không nghĩ được luôn. Không lấy giờ. Không. Còn đồng ý không thử mà. Lại em. Vậy thôi hả? Dạ vậy thôi anh. Còn chỉ có còn hơn nhưng mà ở đây thì mình tạm thời là dừng ở đó thôi anh. Rồi lúc đó còn sao, thấy cảm giác làm sao? Lúc đó hả, em cũng thấy hơi run run, còn cô không biết, em không có nói được cái gì nữa. Cái ảnh mới hỏi em câu đó, em cảm thấy sao? Cái em ấy không biết nữa, thấy cái đầu óc trống rỗng à, không biết nghĩ gì nữa. Thấm thấm rồi anh. À, mà về nhà thấm không? Dạ cũng thấm thấm. Nhưng mà coi như bữa đó là xác định là như là cái cảm giác của mình là bị lộn rồi đúng không? Dạ. Rồi cho hỏi nè, sau cái hôn đó là hai bạn đã bao lâu nữa thì hai bạn mới chính thức quen nhau? Dạ sau ngày đó là hai tụi em quen nhau luôn. Ồ, nghĩa là sau đó là bạn yêu nhau. Dạ. Trong lúc yêu nhau có cái gì đó nó vui vui kể chia sẻ cho anh chị nghe. Dạ yêu nhau thì cũng cãi nhau nhiều lắm, nhưng mà có trận nảy lửa nhất là lúc mà em phát hiện là ảnh nhắn tin với người yêu cũ. Lúc đó ảnh ha bị đau đực thừa phải vô phòng cấp cứu mổ á. Lúc đó ha mình đang lo, mình hơi sợ lắm. Lúc ảnh vô phòng cấp cứu á, em mới lấy điện thoại ra em cầm dầu dầu cũng coi. Ai ngờ phát hiện được cái tin nhắn của ảnh mà tin nhắn mùi mẫn lắm. Dạo này em thế nào, lâu quá không gặp em, anh nhớ em quá. Em rảnh không, mình đi uống cà phê nha. Anh này đang mổ đó. Dạ, nếu người ta không trả lời, anh còn nhắn thêm câu nó tới không trả lời tin nhắn của anh. Giờ lúc đó hả, máu em lên tới não rồi. Sao rồi, em xử lý sao? Thôi đi, lúc đó mà em đang nóng mà em nói, chẳng lẽ vợ hả mà không bệnh cho em vô xong vô phòng cấp cứu em quýnh cho một cái lọt hả cái băng cao luôn quá. Mà cuối cùng thì sao? Em đi về luôn, bỏ mặt đó luôn. Đấy, thích. Nhưng mà lúc đó là em chủ đích là em bắt cá hai tay luôn hả? Dạ dạ không chị, cái đó là lúc đó là người yêu cũ em là có chồng rồi. Thì chỉ là hỏi thăm, hỏi thăm tình mà cảm. Hỏi thăm gì mà anh nhớ em quá là sao? Tại vì tình cảm mà chị. Hỏi thì kỷ niệm nhớ bạn bè nhớ. Dạ đúng rồi. Mắc cười quá, làm sao có chuyện đó được. Đã thôi rồi còn nhớ nhung người này kia nọ mà đang bệnh thừa sống thiếu chứ. Thường là những nào người ta gần đất xa trời đấy. Người ta hay nói những cái điều thật lòng đó. Rồi kể từ sau bữa đó tới giờ là đã rút kinh nghiệm chưa? Dạ rút kinh nghiệm lên, bây giờ tin nhắn là tới là em xóa hết. Xóa thiệt đúng không? Mà giờ vẫn còn nhắn đúng không? Dạ có. Gài em không à. Khi mà lấy nhau về thì em có một cái gì đó nó gọi là vô cùng ngạc nhiên về chồng không? Dạ có, dạ nhiều lắm. Đêm tân hôn mất hồn không? Dạ cũng hết hồn, bạo lực á. Ổng nhìn sau khi cưới á, điều mà hả ổng mà BD chắc không phải là BD. Em giống như ổng làm em giống như là trâu bò. Con gái. Nhiều lúc em cũng nổi điên lắm. Mình hưng phấn quá, mình không có kiềm chế được cảm xúc được. Chồng của em á, vậy mà bạo lực ghê ha. Cái giọng nói chắc là do có cái dây thanh đới bị mỏng manh quá thôi. Chứ còn không có cái gì mà biểu hiện đây là một cái người không phải đàn ông hết trơn. Dạ đúng rồi. Còn em tính không? Bây giờ còn vợ em có tật xấu gì? Dạ vợ em hả? Tật xấu thì điển hình nhất là cái càm ràm. Nói nhiều lắm. Có một việc mà nói hoài bực cái mình. Em á thì em chú trọng tới kết quả. Cái công việc đó lúc nào làm cũng được, miễn là nó thành công là được rồi. Mà cứ nói gì làm trước đi, làm sớm đi. 11 giờ khuya mà còn kêu em giặt đồ cho con. Dạ. Có chịu nổi không? Ở mình lúc đó đi làm về mệt hơn chết nữa. Em nói thôi để ngày mai giặt cho đó. Không được là không được, phải làm liền. Theo kiểu gì đó. Thấy ra giặt. Dạ đúng rồi, không giặt đâu trong ngủ anh. Nghĩa là cầm ràm suốt vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi hậu đậu. Thí dụ như là cái này là điển hình nhất nè.
là hồi trước là lúc mà em mới dẫn về nhà lần đầu tiên á, là ăn cơm với nhà em, gia đình em, thì ăn xong rồi cái rửa chén đó, ba vô dành rửa chén làm tùm lum ta la hết một đống chén luôn. Mình thấy cũng ngon rồi, vậy là đối cha mẹ là ngon rồi. Nhìn lại mới thấy trời ơi, lùm nước lau nhà đi rửa chén, trời ơi quên cái nước lau nhà chà bá luôn. Dạ. Không để ý hả em, hay là tại dạ, vì tại đó là lần đầu tiên rửa? Dạ tạm phải, tại vì á cái bình lau nước lau nhà với bình nước rửa chén nó y nhau, tôi không biết là em lấy lộn nước lau nhà nữa. Ông nói em mới biết là em lại lấy lộn nước lau nhà, em đi rửa chén. Lúc đó có mát với mẹ không? À, lúc đó mẹ em phát hiện chị. Dạ. Mẹ phát hiện luôn hả? Rồi mẹ nói sao? Dạ mẹ em rửa lại, không nói gì hết. Dạ mẹ em rửa lại. Lúc đó chắc quê dữ à. Trời ơi, mấy tháng trời em không dám vô nhà ăn cơm luôn á. Rồi gì nữa không? À, dạ lúc cưới nhau thì có một cái tật là hay sai vặt á, là chuyện gì cũng sai chồng, là nhất là những lúc em đang chơi game là cứ sai, khuấy sữa cho con, lấy đồ cho con, gì cũng sai mà toàn những cái chuyện vặt vãnh không à. Mà trong đó làm được mà không chịu làm. Quan điểm em là lấy chồng về là phải chồng phải làm cho mình, là những chuyện đó nếu mà không có chồng thì mình cũng làm. Đây là tư tưởng mà phương Tây nè, đúng không? Tư tưởng phương Tây. Đây nghĩa là vợ chồng là phải cùng làm. Dạ đúng rồi. Nếu mà em nấu ăn á là không phải đứng đó, không làm gì cũng được, mà phải đứng đó giờ em làm cũng được. Cái không vụ được mà chơi game đúng không? Dạ đúng rồi. Cái vụ mà chị nói tư tưởng Á Đông, tư tưởng phương Tây đó, là em thấy cái vụ mà vợ mà nấu mà bắt thằng chồng đứng nhìn của là em không biết phương nào luôn. Đúng không? Nói kìa, hai bạn mong muốn người bạn đời của mình thay đổi điều gì? Dạ riêng em thì em mong muốn vợ em là bớt hậu đậu đi một tí, rồi bớt xài giặt chồng đi, rồi bớt có càm ràm đi, nhức đầu lắm. Bớt càm ràm. Bớt hậu đậu xài giặt, bớt càm ràm. Còn em muốn chồng em thay đổi thì sao? Dạ, em muốn chồng em thay đổi là hả, bớt cái tính vô tư đi. Vợ nói một lần là phải nghe. Anh Bin đứng hình, anh Bin là đứng hình luôn, không biết nói sao bây giờ. Vợ nói phải nghe, không được cãi đâu. Thực ra nhìn hai bạn á, có một cái gì đó nó về hình thức thôi, nó không có tương xứng lắm, đúng không? Đúng không? Nhưng mà rõ ràng là nãy giờ á, tôi để ý tôi thấy vậy nè, khi chồng nói á, vợ nhìn chồng rất là ngưỡng mộ, quên nhìn anh Bin luôn. Thường là các cô dâu hay nhìn anh Bin nè, nhưng mà riêng cô vợ này cứ nhìn ngưỡng mộ, rất là triều mến. Triều mến vô cùng luôn, đúng không? Thì có nghĩa là tôi nghĩ rằng á, là không cần phải nói nhiều, tin chắc rằng á, các bạn sẽ sống rất là hạnh phúc. Con tên là Trần Minh Trí, năm nay con 26 tuổi, và con đang làm kinh doanh về lĩnh vực vận tải. Vận tải? Dạ. Trí? Dạ. Con ở quận mấy Trí? Dạ con ở quận 9. Quận 9. Dạ. Rồi mời con. Dạ con tên là Trần Ngọc Bảo Uyên. Năm nay con 24 tuổi. Dạ con ở Gò Vấp, với lại công việc của con là content creator. Content creator. Dạ. Là trên các nền tảng mạng xã hội. Dạ đúng rồi. Thí dụ. Dạ như Facebook nè, TikTok rồi YouTube. Ồ, TikTok dạ. Con được bao nhiêu người follow? Dạ mấy triệu? 500 mấy thôi ạ. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ chắc có lẽ là xem nè, xem TikTok cho nên là mến mộ cô này rồi làm theo đuổi cô ấy đúng không? Cua cô ấy đúng không? Dạ không có. Là thực ra là con với vợ con gặp nhau cũng tình cờ đó mấy chú. Là cách đây khoảng 2-3 năm trước. Thì là trong một buổi tiệc của một người bạn con, thì là con mới gặp vợ con. Nhưng mà lúc đó gặp xong thì một đứa thì có người yêu, còn một đứa thì vẫn chưa có người yêu. Nghĩa là ở không đúng không? Dạ. Con đó đúng không? Nhưng mà cũng không có ai để ý ai hết chú. Cái xong cái về cái sau bẵng đi một thời gian khoảng 2 năm sau là lúc đó con có mở một cái nhà hàng. Đó thì lúc đó là bạn con mới book ngay vợ con tới quảng cáo cho nhà hàng của con. Dạ. Vậy dạ. Đó hả? Hả? Tức là lúc đó là con đã làm dạ. content rồi. Dạ. Và con tới để mà con review dạ. cái nhà hàng của anh. Dạ. Dạ. Nhưng mà có nhận ra liền không? Dạ không, nhận ra. Con không có nhận ra. Nhưng mà cô hỏi nè, cái lúc đó là ảnh trả hậu hĩnh không? Dạ nói chung là tại vì cũng nói là người quen thì cũng không có hậu hĩnh lắm đâu cô, cũng không có đúng giá của con lắm đâu. Không hậu hĩnh lắm. Mà giờ cô hỏi thiệt nè, nhà hàng bán đồ ăn ngon không? Dạ cũng được, thì cũng tạm được. Tại vì con không ấn tượng với ông này á. Sau này con quảng cáo xong rồi, cái bạn con mới nhắc là ủa không nhớ hả, hồi đó là có chung cái buổi đó không nhớ hả. Cái bạn con mới nhắc là cái ông mà chạy chiếc mô tô bự đó. Cái ông mà mới có nhớ. Cái xe đẹp đẹp đó hả. Là con mới nhớ. Ủa nhưng mà cái lần đầu tiên các con gặp nhau đó là trong một cái dịp nào? Dạ một bữa tiệc ở nhà của một người bạn. Một bữa tiệc sao mà thấy chiếc mô tô? Dạ lúc đi về là đứng đợi về á chú. Kiểu mình lịch sự đợi ra lấy xe đi về chung nha. Nói nghe nè, cái lúc ông chạy mô tô về đó là ông chạy một mình ổng hay là có ai ngồi sao? Dạ con không để ý nữa, con chỉ nhìn chiếc xe mô tô là con thấy đẹp thôi. Em quên hả, bạn này nãy đã giới thiệu rồi. Có nghĩa là
tụi con gặp nhau trong một bữa tiệc mà một đứa thì có người yêu, còn đứa là ở không. Thì đó, nó ở không đó. Ở không mà chạy mô tô. Hả? Bây giờ là ấn tượng là nhớ là ổng có chạy mô tô. Dạ. Thật ra là con nhớ cái mô tô thôi đúng không? Dạ đúng, con nhớ nó. Chỉ nhớ cái xe. Tại vì thường á là cô mà thấy ai chạy mô tô cô hay nhìn cái mô tô, rồi sau đó cô mới nhìn người. Tại vì cái mô tô nó bự quá mà những cái tiếng nó bự chị mà sợ lắm, nhất là nó chạy vô hẻm á chị. Trời chị sợ lắm luôn. Nó nghe nè, rồi bây giờ cái nhà hàng của ảnh còn không? Dạ đã bay xong lúc mà dịch chú. Con review sao mà nhà hàng nó bay luôn vậy? Không phải, con nhớ con review xong mà con thấy lần nào cũng lên cũng đông lắm mà, mà lúc dịch đúng không? Dạ. Tại vì ổng dẹp luôn đúng không? Dạ đúng dịch rồi, là nó giật hết em ơi. Trời, không còn một cái gì mà có thể mà qua nó được. Nó giật hai vợ chồng từ Sài Gòn mà ra Hà Nội sinh sống rồi làm ăn luôn tới giờ đó, cặp đôi mà chú dạ. Con nè dạ. Rồi nó nghe nè, rồi sau đó làm sao nhận ra được ổng rồi? Rồi con lúc con thấy cô gái TikToker này con có thấy cổ xinh không? Dạ cũng không á chú, là cái lúc mà con gặp lại rồi. Kìa lướt con kìa, dạ. Lướt con kìa. Hả? Dạ tại vì lúc đó thì con mới mở quán là con bận phải tiếp khách nhiều, hầu như là tối nào con cũng phải lên tiếp khách để nhậu hết. Thì con cũng gặp bạn này thoáng mà thôi, thì con chỉ nhớ là bạn này cười đẹp thôi chứ cũng không có gì. Là con gặp là lúc bạn ấy đang làm việc hay là dạ, bạn ấy lúc đã làm việc xong rồi review cho quán con á? Ừ thì dạ. Là gặp thôi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì sau cái đó bao lâu thì con có cảm tình với bạn này để mà con chủ động con liên lạc? Tại vì phải tụi con phải có cảm tình nhau mới yêu nhau mới lấy nhau được chứ đúng không? Dạ, thì đúng. Cô chú muốn biết là cái đoạn nào, cái khúc nào mà hai đứa để ý nhau? Ờ chắc là gần tới đó cô, cái là bạn con thấy bạn có đăng một cái cáp buồn. Thì kiểu như con hồi đó con hay đi lướt, con thả icon dạo. Dạo đó phải không? Ừ. Nên là con vô tình nó thả icon thôi, cái bạn mới rep icon của con rồi hai đứa mới nói chuyện với nhau. Con thả icon gì vậy? Trái tim. Con thả ha. Người ta đăng buồn mà tự nhiên cái ha ha. Thả lộn không? Không chú ơi, nó có trường hợp là bị bấm lộn. Dạ không, cái tại con coi cái đó con thấy mắc cười thiệt. Là con thả rồi, nó nghe nè, khi mà con tự nhiên thấy thằng trai vô thả cái icon ha ha mà cái chuyện buồn của mình nữa, con thấy sao? Dạ cái đó con không phải là làm cái gì buồn hết á, con chỉ đăng một cái là 5 giờ sáng, ý là con muốn nói là 5 giờ thì mới bắt đầu đi ngủ. Đó, thì tự nhiên ổng vô ổng thả ha ha mà trong đó tất cả mọi người không có một ai thả ha ha con hết. Cái con kêu ha ha cái gì? Con thả ha. Ha ha cái gì? Cái ổng kêu là có gì đâu, thì anh thấy vậy mắc cười anh ha ha thôi. Là cái hai đứa con cứ kiểu nói chuyện qua lại nhưng mà với một cái tâm thế là giấm giận á đúng không? Kiểu như là như hai đứa con trai vậy á cô. Nói chuyện mà cọc lắm. Chứ không phải giống như là một người con trai đang nói chuyện với một người con gái. Dạ. Nhưng mà lúc đó là tình trạng là con một mình hay là con vẫn dạ, đang quen? Dạ không, con lúc đó con một mình rồi. Lúc mà con quảng cáo cho bạn này là con cũng đã một mình rồi. Dạ. Rồi xong sao? Cô chú đang cần biết cái chỗ mà từ lúc nào mà tụi con cảm mến nhau? Là bạn đó mến con trước. Ủa? Bạn này hả? Dạ. Trời ơi, thiệt không? Sao con biết? Mở quyền. Sao con biết bạn mến con trước? Bạn nói thích con trước, nhưng mà cái lúc đó con bị sợ cái con... Khoan, xới anh nói vậy là sai rồi. Tự nhiên giờ sao? Con hỏi cô chú nha. Hai đứa nói chuyện thì con thấy là... thì nó ý là nói chuyện quá nhiều so với cái mức bạn bè bình thường. Tức là mấy ngày trôi qua đó phải không? Hay dạ đúng rồi. Buổi sáng đó thôi. Thì cái đó cũng gần dịp Tết thì tính con á là con quý bạn bè hay gì là con sẽ mua hay mua quà tặng tại vì cũng Tết nữa. Cái con mua tặng ổng cái nến thơm. Thì con chỉ tặng tại vì con tặng nhiều người như vậy lắm chứ không phải là tặng nến thơm cho mình ổng đâu. Cái tự nhiên ổng nói con là ngộ nhận. Dạ đúng rồi, xong rồi tự nhiên cái con mới hỏi là ủa vậy anh có thích em hay không, sao tự nhiên hỏi vậy kỳ quá vậy. Ông hỏi sao? Thì hỏi là lúc anh nói là thôi đừng có thích anh nha gì á. Ôi. Thì cái vậy đó, cái con kêu là ủa mà sao tự nhiên hỏi như vậy, thì con mới đặt câu hỏi ra là ủa mắc gì hỏi vậy ta, rồi con suy nghĩ nếu mà con quen ông này thì sao, nói chung con cũng mường tượng trong đầu á. Thì con mới hỏi là con mới muốn hỏi là bây giờ nếu mà anh thích em thì bây giờ tụi mình tìm hiểu, tại vì đó con cũng sợ, có lúc con sợ mọi người, con sợ đàn ông lắm cô, con cảm thấy không có tin được ai hết trơn á. Lại con thấy ông này rất là đàng hoàng, thì con mới hỏi là còn nếu mà anh thích em không, thích thì mình tìm hiểu. Cái ổng mới kêu là không. Dạ. Cũng lúc đó là ổng đang chở con trên xe. Là chở con đi một vòng Sài Gòn luôn. Xe mô tô. Dạ xe hơi. Đi một vòng Sài Gòn luôn. Cái con hỏi là từ lúc mà chở là ở Gò Vấp, chở về một vòng lại Gò Vấp lại, cái không. Sao trả lời con vậy đó? Sao kỳ vậy, con giải thích cho cô tâm sinh lý của con lúc đó như thế nào mà dạ. Với một con bé nó dễ thương đúng như rồi, vậy thiệt mà nó hỏi mình như vậy mà con trả lời một cái câu không nô no vậy hả? Đúng không? Dạ, không là nô nô đúng không? Đúng rồi. Xem cười nô nô thì trời bất ngờ. Trời ơi. Em không? Trời trời chị đánh dần tiếng trời. Anh ngộ ghê vậy á. Đúng không con? Không là nô dạ. Nô đúng không? Đúng rồi, đúng đúng. Dạ tại vì là lúc đó là một phần là tại vì bạn này kiểu như là có nhiều cái mà con kiểu là con không dám tiến tới, kiểu là sao?
cái thứ nhất là bạn, con cũng biết là bạn này cũng nổi tiếng đi, cũng là trên mạng cũng có nhiều nhiều người ấy. Với cái thứ hai nữa là bạn đó có hình xăm một xíu. Dạ thì cái xăm đó đâu? Là xăm ở đâu? Xăm mở tay thôi chứ không có ấy. Nhưng mà kiểu cái nhà con thì hơi khó, nên là lúc đó con cũng hơi sợ. Con mới không dám ấy. Là con ngại vì cái những cái đó thôi đúng không? Dạ, con sợ là con, đúng rồi con sợ. Mà con lúc đó con lớn rồi mà sao con lại sợ những cái điều đó? Con mới ngại chứ mới sợ, dạ, là ngại. Đó. Rồi là không. Rồi khi mà con nghe cái không đó rồi cái cảm giác của con sao? Con nói thì con kêu không vậy thôi, đừng nói chuyện nữa đi. Để mất, tại vì tính con cũng thẳng, con kêu vậy thôi đừng nói chuyện nhiều nữa, tại vì tự nhiên nói vậy mất thời gian của nhau, ai cũng lớn hết trơn rồi. Nhưng mà con có hỏi tại sao anh lại trả lời không? Dạ không, tại người ta đã nói không rồi. Tự ái chứ đúng không? Dạ. Con chảnh lắm. Không thì thôi. Rồi sau đó nhà ai nấy ở? Dạ đúng, rồi. Nhà con rồi, im sao? Lặng luôn. Thì tới lúc mà con im á thì ông này vô rep story con. Rồi con hay đăng mấy cái ads ở trên Insta hay gì đó là vô hỏi, tự nhiên hỏi đô bạn nhậu được mấy lon. Rồi. mà hỏi coi như thẳng thắn trên. Dạ đúng rồi, là hỏi trên mạng vậy đó, rồi hỏi ba cái nhậu nhẹt rồi cứ kiếm chuyện với con nói gì đó. Mà lúc đó con bơ tầm tháng 2 tháng gì đó. Dạ. Rồi sao? Có nghĩa là tới mấy tháng luôn hả? Rồi cái ông bán bơ mấy tháng luôn. Dạ chắc cỡ 2 tháng đó. Rồi. Cái cú twist nào mà để cho cô ấy chịu gặp lại con? Dạ thì con kiểu như là cái lúc mà bạn ngưng không nói chuyện với con nữa thì con kiểu là con mới cảm thấy là con có thích bạn này. Thiếu thốn đúng không? Thiếu thốn. Chẳng qua chỉ là từ trước tới giờ là con mấy cái lý do là con tự nghĩ ra để con ấy lại thôi. Chứ thực ra là con có thích bạn này. Tức là con phải tự ức chế bản thân. Dạ đúng rồi. Thực sự là trong cái tiềm thức của con là con đã mê bạn rồi. Dạ. Nhưng mà con cố tình tự ảo tưởng ảo giác mình là không, mình phải vững vàng đời này kia nọ đúng không? Đúng dạ. Em. Đến khi mà con bị hụt hẫng con mới ngộ ra rằng trời ơi, tình yêu của mình đó dạ. Mới là tình yêu của mình đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ con làm cách nào để mà con níu kéo lại? Thì con cũng nói chuyện lại với bạn thì cũng nhiều mua đồ qua cho ăn cái thứ rồi xong rồi. Nhưng mà em có chịu gặp mặt không? Dạ, mua đồ cũng là. Dạ con vẫn lấy đồ ăn bình thường. Kêu anh đưa đồ ăn cho em này, con vẫn xuống con lấy như bình thường. Nhưng mà thật ra là con cũng có cảm tình với ổng đúng không? Dạ thì đương nhiên là con cũng phải có cảm tình thì con mới cho cơ hội như rồi, vậy. Rồi trong cái khoảng thời gian đó nói thiệt đi, rồi có trai nào cua con nữa không? Dạ chắc cũng có à, cũng có sao được, nhỏ xinh vậy quá xinh với lại là nổi tiếng nữa đúng không? Dạ. Mà con có sợ cái điều đó không? Dạ có con sợ điều đó cho nên là con mới bắt đầu là con mới tấn công lần lần đúng không? Đó. Dạ. Rồi sao nè, rồi bao nhiêu lâu thì tụi con chính thức quay lại với nhau? Dạ thì lúc mà có một lần á là trước khi nói chung là cứ gửi đồ ăn qua cho con vậy, hoặc là đi làm cứ qua nhà con rồi đưa đồ ăn. Cái xong rồi có một hôm tự nhiên xỉn sai gì đó con không biết, tự nhiên cái nhắn anh nhớ em. Rồi sao? Cái con kêu ủa là sao? Tự nhiên cái giờ xỉn sai rồi anh chỉ đến bên vậy những ngày vui anh về nơi đâu vậy á. Dạ. Đâu. Anh chỉ đến bên em lúc sai rồi đó cô, thì con mới ủa là sao tự nhiên sai xỉn, tự nhiên nhắn cho tôi làm gì? Nhưng mà con không trả lời. Không, lúc dạ con nói vậy luôn, con hỏi vậy. Thật nhất đó. Dạ thì đó ổng mới nói giống y như chàng cô vậy đó. Lúc thì sao? Sáng hôm đó đó. Hình như con nhớ là lúc con nhắn xong cái xíu sau là con thu hồi rồi con mới đúng ngủ. Rồi tự nhiên thu hồi nhắn tin xong rồi thu hồi cô. Con cũng không biết sao nữa. Sao tâm lý con hỗn độn vậy hả? Tại vì lúc đó là con chưa cái khúc đó là con đã biết là con thích bạn này rồi nhưng mà con vẫn ngại những cái vấn đề kia nên là nó hơi bị lủng củng. Thôi bây giờ mình đốt giai đoạn đi, hỏi thẳng dạ, luôn nè dạ. Đến khi nào hai bạn mới thật sự là yêu nhau và hai bạn thật sự là coi như là lộ luôn cái tình cảm cho tất cả mọi người? Dạ ổng rủ con đi nhậu. Kì thôi anh với em đi nhậu đi. Cái đi ra nhậu cái xỉn cô xỉn quá trời, cái đi chở con về cái tới đầu hẻm cái kêu tới nhà cái kêu ê anh mắc vệ sinh quá, cho anh đi ké vệ sinh được không? Cái tự nhiên cái con dắt lên phòng, cái con đi vô con đi vệ sinh, cái con ra thấy ổng nằm ngủ trên giường luôn cô, mà cái phòng con có cái sofa. Ủa con ở với ai? Dạ lúc đó là con ở ngoài, con ở nhà riêng. Dạ kêu tự nhiên cái con lên nằm trên giường của con luôn. Cái nằm ngủ luôn, cái xong rồi thì giờ con cũng lên con nằm vậy đó, xong con quay con nói ủa ông này không xỉn thiệt đó ta. Cái hồi đó con thấy quay qua hung con đó, chỉ hung thôi luôn. Dạ thì con cũng thích mà. Ủa như vậy là con xỉn thiệt hay là con kiếm cớ thôi? Dạ con xỉn thiệt nhưng mà vẫn còn nhận biết đúng không? Dạ nhưng mà cái khúc mà con xin lên đi vệ sinh là con xin thiệt. Cái xong con lên cái bạn dành cho bạn đi trước, cái con đợi bạn lâu, cái con ngủ luôn dạ. Nhưng mà cái lúc mà con hung bạn là lúc đó con bớt xỉn chưa? Dạ chắc bớt rồi. Bớt rồi đúng không? Nên mình nhận thức được hết. Dạ. Rồi sáng hôm đó là sao? Dạ qua ngày hôm sau cái kiểu như là con cũng bị rối, tại vì trước giờ con chưa có biết kiểu tỏ tình như thế nào á. Nên chắc là cái con chưa dám nói luôn. Cái xong cái con đang suy nghĩ thì bạn mới nhắn cho con.
bạn nhắn như kiểu như là tại sao hôm qua anh hôn em vậy rồi anh lại im lặng. Nhưng mà thực sự là không phải là con im lặng mà là con chưa biết nói như thế nào. Dạ. Rồi như vậy tụi con yêu nhau trong bao lâu thì mới làm đám cưới? Bữa nãy con nói mà cô quên rồi. Dạ con tháng cưới là tháng 9 năm ngoái thôi. Tháng 9 năm ngoái. Vậy là là mới có 3 tháng à. Yêu nhau mới cưới 3 tháng nhưng mà yêu nhau được mấy bao lâu? Dạ tụi con quen nhau được 1 năm là tụi con quyết định cưới luôn á. Ừ. Trong quá trình 1 năm yêu nhau thì có giận hờn chia tay chia chân gì không? Dạ cũng có. Lý do chia tay có một lần là kiểu như là cái đợt đó là con đang bị Covid. Và bạn thì bạn bị Covid nên con ở nhà không có gặp nhau được đó, cô chú. Nên là thì con ráng đợi tới ngày thứ 6 rồi là còn một ngày nữa là được gặp người yêu mình rồi chú. Đó con đang rất là vui luôn. Cái tự vô tình con lướt Facebook cái con thấy một tấm hình tự nhiên cái mũi bạn này nó dài. Nó ngộ quá. Mà tại vì trước đó là bạn có nói con xin con đi kiểu là đi tiêm mũi chỉ gì đó. Nhưng mà là con không có đồng ý thì hai bên đã thống nhất với nhau là không có làm cái đó rồi. Mà bạn canh con bị cách ly cái bạn đi bạn tiêm luôn. Giống như có cơ hội. Con tiêm gì? Con tiêm nó giống như filler vậy, nó căng chỉ á con. Thì tiêm mặt chứ đâu phải tiêm mũi. Dạ căng chỉ lên mũi. Là mình không cần phải mổ gì hết, đút cái chỉ lên là xong rồi. Là để con tranh thủ làm. Rồi sao lúc đó? Kiểu lúc đó con bị sốc. Kiểu con thấy tấm hình cái con bị sốc. Cái con mới nhắn tin cho bạn. Cái con hỏi là kiểu là bữa giờ em có làm cái gì em giấu anh không? Bạn không có nói con. Cái không con mới gửi tấm hình qua ha. Là xong dính luôn. Cái bắt đầu mới nói em không có sữa, em chỉ là tim này nọ thôi. Rồi xong cái kiểu lúc đó thì con cũng chia tay. Con đòi chia tay? Dạ. Nhắn tin chia tay hả? Dạ. Tại chị gì? Tại con bị tại con nhìn cái mặt đó, nó không có vô. Nó không chia có vô chứ. Em đi tìm chúng ta. Dạ. Vậy là chia tay trong bao lâu? Dạ chắc chia tay được ngày. Dạ tại vì qua ngày hôm sau là con hết cách ly rồi. Thì cái bạn mới kêu con qua để nói chuyện. Ủa mà chia tay sao còn kêu tao qua nói chuyện? Dạ không, thì chồng con chia tay con nhưng mà con không có cam tâm. Tự nhiên nói cho rõ ràng cho dạ, không tự nhiên con làm cái đó thì con đẹp hơn thôi. Với lại một phần nó cũng không có phải là quá. Với lại cô biết cái mũi chỉ á nó đâu có giữ hoài đâu. Nó tầm hả nửa năm là hết trơn rồi. Mà tự nhiên cái chia tay vậy là sao con không cam tâm con muốn kêu qua để coi là thật sự ở ngoài nó không có phải cao vuốt lên như vậy. Mà qua thấy vợ thì sao? Thấy nhan sắc vợ thì sao? Nó vẫn cao thiệt, con không chấp nhận được. Nhưng mà kiểu như bạn cũng nói chuyện thì cũng khóc lóc cái lát cái con xìu xuống cái nên thôi luôn. Thôi quê luôn. Tại bạn kêu là thời gian nữa nó tan ra là bình thường. Nhưng mà giờ con hỏi thiệt con nè, giờ con nhìn mũi vợ con đẹp không? Dạ cái này nó tan rồi. Nó tan hết rồi đó cô. Thì đó, nhưng mà rõ ràng đẹp thì cái gì mới mà nó cũng phải có phải có thời gian để nó ấy lại chứ đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó cái mũi con sao? Lúc đó dạ không, mũi con là như vậy nè. Nhưng mà là con thấy mấy bạn ở trên mạng kiểu mũi cái mấy bạn Trung Quốc á, kiểu cái mũi cao lên mà nó bay vậy nè. Mà ba mẹ con thì là cấm không có cho con được đụng tới cái gì cái mặt hết. Mà thì con kiểu con lì á, con lén thì con chỉ muốn làm cho nó cao hơn một xíu vậy nè cô. Chẳng những ba mẹ cấm, bạn trai cũng cấm mà vẫn liền làm. Dạ thì cho nên nó đòi chia tay là đúng. Tại vợ con bị một cái là không phải là vợ con làm gì vợ con xấu, mà là vợ con nhìn người ta nên là vợ con muốn làm theo vậy đó chứ không có cần cái đó cô. Nhưng mà cũng nhờ khóc cho nên là thôi cho cơ hội lại đúng không? Không, nhưng mà rõ ràng là đẹp mà, em nhìn đi đẹp rõ ràng luôn. Không, giờ tan rồi mới đẹp đó. Cái mũi rất là đẹp mà tự nhiên nữa. Kiểu chồng con không có thích đụng chạm gì lên mà. Hôm bữa có một lần con có một cái chớp đi quảng cáo cho cái chỗ phẫu thuật thẩm mỹ là tiêm filler miệng. Cái lúc đầu con nói chồng con là em mới được bút định hình môi. Con đâu dám nói tiêm đâu, định hình môi thôi. Cái vừa tới cái ổng thấy bác sĩ cầm cái tiêm lên, cái ổng quay qua ổng hỏi bác sĩ là ủa rồi tiêm cái này là tiêm tan liền được không bác sĩ? Quay ra hỏi bác sĩ vậy luôn, cái bác sĩ kêu em yên tâm đi, tim cái này không có khác lắm đâu nha, thì mới chịu. Chứ đòi là con là quảng cáo xong là tim tan liền cái miệng con luôn. Tức là thích vợ để đẹp tự dạ, nhiên con thích đúng không? Bình thường tự nhiên đẹp quá trời quá đất luôn mà. Dạ. Đúng không? Nhưng mà sau đó là bắt đầu là bao lâu thì là cầu hôn với cô ấy? Dạ. Bây giờ tôi chú hỏi nè, có lãng mạn không, có tỏ tình, có làm có điều bất ngờ trong cái ngày mà cầu hôn không? Dạ chồng con thì không có gì lãng mạn hết. Nhưng mà tại vì con nói với chồng con á là thôi bây giờ em thích anh làm cái gì thì anh làm cái đó nha. Là ví dụ con muốn là sinh nhật con anh làm gì vậy nè, là anh sẽ làm theo thì dạ, thôi con thấy vậy thôi cũng được. Thì cái hôm mà hỏi cưới con thì sao? Có lặng dạ, không? Dạ cái lúc đó là Tết cô, hai đứa gọi điện. Cái tự nhiên cũng tâm sự rồi nói chuyện tới 1-2 giờ sáng á. Cái kiểu thôi anh thấy anh với em vậy cũng được rồi đó, thôi mình cưới đi. Nói qua điện thoại hả? Dạ. Tới giờ cũng là lãng mạn quá ha. Kiểu là cái chuyện cưới hỏi của tụi con bạn nó lẹ lắm cô. Kiểu là hỏi hai đứa hỏi ý nhau cái xong hai đứa ok, okay cái cưới qua bữa sau con kêu ba mẹ con qua để bỏ rượu luôn. Mà cái lúc bỏ rượu đồ xong hết rồi cô, cái tới gần ngày đám hỏi rồi cái tự nhiên cái chị mới hỏi con là ủa anh vậy là mình cưới thiệt hả anh? Cái con tưởng ủa gì vậy em? Cái gì
Giảm vô tư dạ. Mà mới tháng 9 đây là mới có mấy tháng hả? Dạ, mới 3 tháng. Dạ. 12. Dạ, mới có 3 tháng. Dạ, 3 tháng. Con đám hỏi là hồi lúc tháng... Tháng 5. Ừ. Thì 4 tháng sau là đám cưới đó. Dạ. Đó. Trời, con hỏi ổng nữa. Ủa anh, vậy làm cưới thiệt hả? Dạ. Tại con không nghĩ là lẹ vậy, con nghĩ là... Ví dụ qua hỏi thì cũng phải năm nữa hay gì mới thiệt sự là cưới. Nhưng mà con nghĩ là nhà của chồng con là làm nhanh làm liền vậy luôn. Là mới hôm nay cái qua hôm sau là có giấy tờ, có ngày định hết trơn rồi. Còn bên gia đình con thì sao? Dạ thì... Có khoái ảnh không? Dạ thì ba mẹ con gặp thì khoái lắm. Tại vì kêu mặt chồng con phúc hậu. Rồi kêu là nhìn tao nhìn á, tao thấy là nó thương mẹ, nó thương mày lắm. Nó thương mày lắm đó. Mày tướng giàu nữa, con ơi nó giàu lắm. Cái lỗ mũi của nó kìa. Trời ơi, nó giàu lắm, lỗ tai, lỗ mũi gì đều hiển thị lên cái sự giàu có. Cái là chị nhìn cái trán. Trán nó kìa. Thôi, con gặp đúng cái Tùng cái Bách rồi đó. Rồi. Mãn nguyện rồi. Rồi bây giờ nè, tới cái phần kia đi chị ơi. Ừ. Đám cưới xong vui không? Dạ dạ vui. Vui đúng không? Dạ. Hai đứa mới có 3 tháng dạ. thôi. Dạ. Vậy là vẫn còn giếm được cái tật xấu của mình không hay là cũng lòi đã hết. Cũng đã hơi hơi. Dạ, lòi hết. Lòi hết luôn. Bây giờ đứa nào kể? Giờ ai kể trước đây? Kể trước. Chồng của con là cô nhìn rất là điềm đạm với lại hiền đúng không? Nhưng mà lúc mà cưới về xong rồi con mới phát hiện lòi ra cái thói sân si. Tự nhiên si hả? Dạ. Tự nhiên cái tụi con đang chạy xe ngoài đường vậy nè. Cái tự nhiên có một cái bạn kia thì mang một cái ba lô thì bạn có in hình người yêu của bạn lên cái ba lô đó. Cái tự nhiên chồng con quay qua kêu: "Ê em. Kiểu thương nhau quá trời em ha." Cái tự nhiên cái nói con ao con vậy: "Ê em, người ta trời thương nhau quá trời em mà." Ý là nó là thương quá ha, để hình lên mà cái kiểu. Hình dạ đúng rồi, cái mặt sân si mà ra vẻ đó. Cái mặt rất là sân si. Dạ. Đúng rồi. Con biết sao chồng con lúc mà cưới xong mới lòi ra cái đó nữa. Ừ. Có nghĩa là bạn rất bên ổng rất sân si đúng không? Dạ. Tiếp tục. Sao ta? Con thấy chồng con có lượm thượm không? Dạ có, là lượm thượm lắm, là chắc là quen con xong rồi con mua đồ cho mặc là rồi con chỉ là mới làm. Còn chồng con là không có biết ăn mặc rồi mập vậy đó mà cũng hay bận mấy cái đồ body rồi lòi mấy cái bụng. Dạ đúng rồi, hay thích như vậy đó, con biết style gì nữa, không có mặc body đâu. Cho nên là lúc mà cưới xong mà con bắt là phải gọn gàng tươm tất lên rồi lỡ dùng mình đi ra đường hay gì đó thì đó thì chắc vậy thôi quá. Chắc tật xấu quá vậy thôi. Vậy thôi hả? Chắc chồng con kể thì hồi con nhớ ra rồi con mới... Nói nghe nè. Ví dụ con á, bây giờ vẫn là một hot tiktoker, một người nổi tiếng trên mạng, đúng không? Vậy thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều fan hâm mộ, trong đó là fan nam chắc chắn là nhiều hơn. Dạ. Không có ghen không? Dạ hình như là không, tại mấy fan nam mấy con không có thấy comment. Đây thường cái nào con thấy của mình là con trả lời thay vợ con hết rồi. À, vậy là có đó. Không có ghen đó chị. Không có ghen đó. Trả lời giùm thôi chứ không có ghen. Mà thường con trả lời sao? Chắc cọc lóc lắm đúng không? Hoặc là xóa luôn á. Sân si, trả lời một cách sân si cô chú. Hôm bữa có ai nói gì đụng chạm với là chị vô trả lời một cách rất là sân si, một cách rất là khó chịu người ta. Mà con thôi kệ anh muốn trả lời vậy. Ví dụ như là fan nam đi. Trời ơi chị ơi, hoặc là bé ơi bé đẹp quá. Thì ông vô ông sẽ comment lại: "Thay mặt chồng em cảm ơn anh." Dạ bình thường là trả lời cũng nhẹ rồi. Ví dụ tụi con đi ở ngoài á cô, thì cô cũng biết là trong mình đi làm thì nam nữ thì gặp nhau thì cũng không có phải là giữ khoảng cách lắm giống như những người ở ngoài. Thì cũng kiểu thân vậy mà. Ví dụ chồng con mà thấy chồng con bắt đầu lại ôm rồi, bắt đầu hung con là con biết rồi. Là con biết là chắc ổng dòm thấy một cái gì đó rồi, cho nên ổng lại ổng sát chứng tỏ cho. Dạ đúng rồi, biết là qua đã có chủ rồi nha mấy chị. Đó. Bà già. Rồi bây giờ mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì nè? Dạ chắc con bây giờ thì con chỉ mong là sau này con có em bé hay là cái gì đó thì ông xã cứ như bây giờ là được. Tại vì con thấy là bây giờ là chồng con đã làm tất cả mọi thứ theo ý con. Giống như là con không thích chồng con làm gì là con nói là con thấy cái sự thay đổi luôn, chứ không phải là rồi thôi. Ở chồng con là con thấy có một cái sự thay đổi rất là rõ rệt luôn, là con muốn cái gì là rất là chiều. Cho nên con thấy là thôi có con thì cứ giữ vậy thôi là thấy được rồi. Viên mãn hạnh phúc. Dạ đúng rồi. Giờ là con đủ rồi ha. Dạ. Lắng nghe vợ và thay đổi đúng không, và thay đổi tốt dạ. Đúng không? À, giờ tới con đó. Dạ còn về vợ con thì từ lúc cưới về thì nhiều lắm chú, kiểu là vợ con có nhiều cái bệnh bà ngộ lắm. Mà trước giờ con không thấy, kiểu như là vợ con bị một cái là hay quên, nhưng mà là như là mình nhớ đúng vậy đó. Là con ví dụ một chuyện đơn giản đó, là ví dụ vợ con kêu con lấy cái này đi, mà con vừa lấy cái này con để ở đây xong cái bà đi đâu một vòng con quay lại: "Ủa sao anh lại lấy cái đó để ở đây?" Cái con yêu: "Em mới kêu anh làm như vậy luôn." Mà không có, em đâu kêu anh làm vậy, nào giờ em đâu kêu vậy bây giờ. Đó là kiểu vậy luôn. Hay quên mà luôn tỏ ra mình là nhớ đúng. Dạ. Tưởng như là bệnh nặng. Hay quên. Tưởng như mình là người nhớ đúng. Luôn nhớ. Ừ dạ. Hoặc là nhớ đúng. Chết cha.
này hơi bị khó đó con, nó gọi là nó trong gọi là bệnh lý rồi. Có nhiều cái mà nhiều khi con muốn đặt camera trong nhà luôn không, là kiểu như là để cái đó mình quay, tại không quay lại nói không có được. Con nên đặt camera ở phòng bếp là một nè, phòng khách là hai nè, đó là sẽ lòi ra cái mà cái gì người cần quên phải nhớ, người cần nhớ phải quên gì đó là... mà con phải ghi âm nữa nghe, có nghĩa là phải có cái micro nữa đó, để mình mở lại là mình thấy hết trơn á. Rồi sao nữa nè với có một cái là tính vợ con là hay bị cọc, mà cọc nhiều cái kiểu là kỳ theo cảm tính đúng không, mà mỗi lần cọc lên á thì vợ sẽ kiểu là ăn nói nó hơi bị cọc lóc xíu kiểu là giống như một sự việc như vậy là bữa sáng đó con dậy sớm đi cái con mới đi ăn sáng con mới mua đồ ăn sáng cho vợ con đó, là con biết bà thích ăn bánh canh thì con chỉ biết mua bánh canh thôi, thì bà này mua sai ý bà là bà sẽ nói mình là con biết vậy, con trừ hai con mua bánh canh luôn. Cái xong cái con về cái con phơi đồ luôn, cái xong con mới lát mới bà dậy, cái con mới bảo em xuống đi ăn bánh canh đi, anh mua bánh canh cho em kìa. Cái bà kêu là ủa ba em mới ăn bánh canh rồi giờ anh mua bánh canh gì nữa, sao anh kỳ quá vậy trời, có vậy cũng biết nữa. Mà trong khi đó là sáng là mình đã dậy sớm, mình để cho bà ngủ rồi, mình làm hết tất cả mọi thứ luôn đó. Cái xong cái vậy là cọc lên như vậy đó. Mà con không nhớ hôm qua nó mới ăn bánh canh hả? Dạ không. Tại vì là hôm qua là mẹ chồng mua cho con ăn. Dạ đúng rồi, con không nhớ. Vậy làm sao? Con không nhớ rồi, đúng rồi. Thì con đâu có, thì con đang ngủ tự nhiên cái em dạng bánh canh đi, cái con đang ngủ nữa. Gì? Bánh canh qua người ta mới ăn rồi mà hôm nay còn bắt bánh canh nữa, sao người ta chịu nổi? Đó là con cọc luôn. Mà hai chồng là đang ở chung với ba mẹ chồng. Dạ. Rồi con có sợ làm dâu không? Dạ đó là cái là con sợ á. Tại vì thật sự là ở nhà con ba mẹ cũng cưng chiều con á, là lúc mà con ra ở riêng á thì cũng có người, con cũng có muốn cái cô á cổ giúp việc cho con á, rồi hoặc là con chỉ biết làm những việc cơ bản thôi, con không có khéo, con cũng không giỏi gì hết, thì con sợ. Với lại là bên đây là ở với ba mẹ chồng, ở với ông bà nội luôn. Dạ là nhiều thế hệ ở trong một cái căn nhà ba thế hệ đó. Dạ con sợ lắm, nhưng mà lúc mà con qua thì con thấy là mọi người dễ ẹc à. Lúc con bây giờ con về luôn là tới giờ luôn là mẹ chồng dở nấu cơm, mẹ con dậy con ăn thôi, nhiệm vụ của con đó là... sáng mẹ chồng mua cho bánh canh là biết rồi đó. Con dạy con rửa chén rồi, nói chung là bà ông bà nội cũng rất là dễ luôn. Dạ cho nên là con mới đỡ áp lực, chứ lúc đầu về là con sợ lắm, con còn cắm nồi cơm bị sống cơm nữa. Dạ cái con... gì nồi cơm điện mà con cắm sống được là con hay lắm á. Dạ chứ còn nồi cơm điện á mà ít khi nào nấu sống được con... lắm em. Chắc quên bấm đó chị. Con không biết sao nữa, ý là bình thường con vẫn nấu cơm được, mà hôm đó là chắc vợ mẹ chồng con mới biết á, là tụi con đi chơi tới sáng mới về, hai vợ chồng đi chơi tới sáng mới về. Cái xong rồi con mới thôi mình đi chơi tới sáng vậy rồi thấy tội lỗi quá, thôi để vợ vô, vợ rửa chén cái rồi vợ cắm cơm. Cái con cắm cơm xong lên con ngủ tới trưa. Cái lúc con đi xuống là mẹ chồng con tưởng là con mới đi làm về, mẹ chồng con mới lại nói con hôm mấy mốt con bận á thì con có để đi mẹ nấu cho, chứ con cắm nồi cơm sống vậy là tới 2-3 giờ ba mới có ăn cơm ăn. Vậy có nghĩa là quên bấm ha, cắm. Dạ, có thể là đó. Cái nồi cơm đó nó nhiều chức năng á, bấm nút á nên là nó sống. Rồi bây giờ mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Mẹ con á, mong muốn vợ thay đổi điều gì? Con thì con chỉ mong vợ con là lúc nóng giận thì vợ con nên kiểu như là kiềm chế cái lời nói mình lại, kiềm chế lại, đừng có nói những cái gì kiểu nặng nề quá thì làm nhau bị buồn thôi, bị tổn thương đúng không? Bị tổn thương. Thực ra cô thấy gì nè, bây giờ hiện giờ tụi con đang thực sự nha, không phải con đâu mà bất cứ ai cũng vậy, nếu mà sống trong một gia đình ba thế hệ là sẽ phải khéo lắm á. Dạ. Phải khéo léo lắm á, chứ không có, mình không có sống theo kiểu mà bản năng của mình được đâu. Dạ. Phải nhìn trước, nhìn sau, nhìn qua, nhìn lại, nhìn trên, nhìn dưới. Chứ mình không có sống như là chỉ có hai đứa được. Dạ. Đúng không? Dạ. Thành ra là tạm thời á thì là những cái gì mà hai vợ chồng mà đó, như là con có nóng nảy hay là này kia nọ đó, thì ở trong phòng, hai vợ chồng riêng ở trong phòng thôi. Dạ. Và có giận nhau mấy đi chăng nữa cũng phải là điều chỉnh volume vừa đủ nghe cho hai vợ chồng thôi. Tại vì sao biết không? Thường á, tâm lý của những ông bố bà mẹ là nếu hai đứa tụi con mà hạnh phúc đó là ông bố mẹ vui lắm. Dạ. Vui và hạnh phúc lắm luôn. Rồi cái hạnh phúc của bố mẹ sẽ lan tỏa đến ông bà nội luôn. Đúng không? Dạ. Nhưng mà tụi con mà gây lộn nhau nhiều là bố mẹ buồn á, rồi sợ hãi á, thì sợ hãi cái chuyện dạ. hạnh phúc của tụi con đó. Dạ. Thành ra là phải khéo cái chuyện đó nghe không? Dạ. Rồi còn nữa, mặc dù bây giờ là mẹ nấu cơm cho con. Dạ. Nhưng mà mình cũng phải từ từ mình học. Dạ. Bắt buộc phải từ từ học, tại sau này mình còn phải lo cho con mình nữa, đúng không? Dạ. Thì mình cố gắng trong thời gian mình còn chưa có em bé đó thì mình học đi, học trên mạng cũng được, học mẹ cũng được, những cái lúc mà mẹ nấu á. Dạ. mình vừa học có lợi cho riêng bản thân mình. Dạ. Mà mình lại vừa một công đôi chuyện lấy điểm với mẹ nữa. Đó. Đúng không? Làm chung với mẹ là mẹ sung sướng, mẹ hạnh phúc lắm.
Dạ, ok. Dạ đúng rồi, bình thường con mà xuống phụ mẹ á, cái mẹ kêu là con phụ mẹ không được, mấy con ngồi con nói chuyện với mẹ không vậy á, mẹ cũng chịu nữa. Mẹ có nói vậy á. Lắm á. Dạ. Con cứ lượm rau lượm dưa này kia nọ rồi xong nghĩ coi mẹ nấu cái định lượng của mẹ như thế nào này kia nọ, mình học được cho riêng bản thân mình. Yeah, nấu một bữa ăn bất ngờ tặng mẹ. Đúng rồi, còn bây giờ hai đứa cứ chơi thoải mái đi. Còn trẻ quá. Đúng rồi. Mới lấy nhau được có 3 tháng. Nghe. Chơi đi. Rồi tận hưởng cuộc sống này nghe. Rồi, xin cảm ơn hai bà chồng ha.